Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 7 tháng 7, Hội đồng thẩm định của tỉnh họp xét công nhận xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng đạt xã nông thôn mới nâng cao. Đến thời điểm thẩm định, xã Xuân Quang không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình xây dựng nông thôn mới và đã hoàn thành 18 trên 18 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo huyện Bảo Thắng và xã Xuân Quang đã thực hiện khảo sát, lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã. Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu và 18 trên 18 thành viên hội đồng thẩm định cùng nhất trí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Xuân Quang đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2020. Ngày 7 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng chống dịch năm 2021. Đồng chí Giàng Xeo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự lễ tiếp nhận. Tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận trên 3,5 tỷ đồng ủng hộ kinh phí mua vaccine phòng chống dịch của 6 huyện thị trong tỉnh, gồm huyện Văn Bàn, Bát Sát, Bảo Thắng, Bắc Hà, Bảo Yên và thị xã Sapa. Tính đến ngày 7 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thực hiện tiếp nhận trên 13,3 tỷ đồng của gần 300 cơ quan đơn vị doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hảo tâm ủng hộ kinh phí phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Đây là nguồn lực quan trọng để tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn về tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 63 tỉnh, thành phố. Tại các điểm cầu, các đại biểu được hướng dẫn triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 Verocell bất hoạt của Sinopharm và vaccine Comirnaty của Pfizer-BioNTech. Đây là hai loại vaccine mới nằm trong kế hoạch tiêm chủng trong thời gian tới. Ngay sau khi được phân bổ vaccine, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai sẽ hướng dẫn triển khai tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó sẽ xây dựng kế hoạch tiêm vaccine tại địa phương, tập huấn tiêm chủng cho cán bộ y tế, cách thức vận chuyển, bảo quản và phân phối vaccine và vật tư tiêm chủng, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, toàn tỉnh Lào Cai có 54 thí sinh không đến các điểm thi. Tổng hợp từ Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày thi đầu tiên tại 20 điểm thi toàn tỉnh đều thực hiện nghiêm quy định khai báo y tế, thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang y tế trong suốt thời gian thi. Trong môn thi đầu tiên là môn ngữ văn, có 7.282 thí sinh dự thi, 29 thí sinh vắng mặt, 4 thí sinh F2 tại thị xã Sapa và điểm thi số 4 thành phố Lào Cai dự thi tại các phòng thi dự phòng. Trong buổi chiều thi môn toán, toàn tỉnh có 7.240 thí sinh dự thi, 24 thí sinh vắng mặt. Trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tại huyện Bảo Thắng, các lực lượng chức năng đã tích cực hỗ trợ cho các thí sinh và triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, huyện Bảo Thắng có 898 thí sinh dự thi. Để hỗ trợ thí sinh, tại các điểm thi, đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi đã hỗ trợ thông tin và hướng dẫn thí sinh vào làm thủ tục thi, chuẩn bị một số đồ dùng học tập để sẵn sàng trợ giúp cho các thí sinh, bố trí lực lượng trực tại nơi ăn nghỉ của thí sinh để quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn, đôn đốc thí sinh đi thi đúng giờ, bố trí đội xe ôm miễn phí để đưa đón thí sinh trong trường hợp có tình huống khẩn cấp xảy ra. Em thấy là chương trình là một chương trình rất là hữu ích và ý nghĩa. Chúng ta giúp cho được các em học sinh rất là nhiều, ví dụ như là rất cần thiết trong cái mùa dịch này, ví dụ như là khẩu trang và cách phòng dịch, đo thân nhiệt. Cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên, Công an huyện đã bố trí lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực thi và bảo vệ tuyệt đối an toàn cho thí sinh và cán bộ giáo viên coi thi, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các hoạt động gây rối, phá hoại kỳ thi. Rút kinh nghiệm từ những năm vừa qua tại một số cái tỉnh thành đã diễn ra các cái vấn đề tiêu cực trong cái công tác thi, thì chúng tôi năm nay chúng tôi đã bố trí những cán bộ tham gia bảo vệ thi là những cán bộ có kinh nghiệm, có trách nhiệm để đảm bảo làm sao tuyệt đối an toàn, không để xảy ra những cái vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự mà đặc biệt là liên quan vấn đề tiêu cực trong công tác thi. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần vào thành công của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Lào Cai đã ban hành phương án số 279 đảm bảo công tác y tế cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
Một số lưu ý sau đây thí sinh dự thi cần lưu ý. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7 năm 2021. Đợt 2, thời gian sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo sau. Thí sinh không thuộc đối tượng F0, F1, F2 cần thực hiện khai báo y tế trong buổi làm thủ tục thi. Các điểm thi phát 2 tờ khai y tế cho thí sinh khai báo y tế tại nhà và nộp vào đầu buổi sáng các ngày thi. Tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trước khi vào khu vực thi và đeo khẩu trang y tế trong suốt quá trình tham gia kỳ thi. Thí sinh thuộc diện F0, F1 không tham dự kỳ thi đợt 1 sẽ thi vào đợt 2. Thí sinh diện F2 nếu nhiều hơn 10 người thì sẽ thi vào đợt 2. Nếu tổng số thí sinh thuộc diện F2 không vượt quá 10 người thì sẽ bố trí cho thi đợt 1 với các điều kiện như sau. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý sau khi tỉnh báo cáo. Thí sinh phải có đơn tự nguyện xin tham gia kỳ thi, có kết quả âm tính khi làm xét nghiệm real-time PCR. Thí sinh thuộc diện F2 sẽ thi tại phòng thi dự phòng A, được bố trí khu vực riêng, lối đi riêng. Thí sinh thuộc diện F2 đã hoàn thành cách ly và các thí sinh có biểu hiện ho, sốt, đau rát họng, thực hiện các biện pháp phòng dịch và thi tại phòng thi dự phòng B. 6 tháng đầu năm nay, công tác dân tộc đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đây là đánh giá tại hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm vừa được tổ chức. Trong 6 tháng đầu năm, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tiếp tục được thực hiện hiệu quả trong bối cảnh toàn tỉnh chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Một loạt các công trình phục vụ dân sinh cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được đầu tư xây dựng. Các dự án, đề án quan trọng như hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 hay đề án phổ cập giáo dục và hỗ trợ bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Sau tháng cuối năm, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như giải ngân xong nguồn vốn chương trình 135 của năm 2020 chuyển sang, tiếp tục tuyên truyền thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc của Trung ương và các chính sách đặc thù của tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng cơ sở cho các khu vực vùng 3 và những thôn bản đặc biệt khó khăn. Theo tinh thần nghị quyết số 05 của tỉnh ủy năm 2021, Lào Cai phấn đấu giá trị công nghiệp đạt 43.200 tỷ đồng, tăng trên 16% so với năm 2020. Trong bối cảnh chung nguồn cung nguyên liệu đầu vào có nguy cơ bị thiếu hụt, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, một số dự án công nghiệp chậm đưa vào hoạt động do máy móc thiết bị nhập khẩu không đúng tiến độ, chuyên gia lao động kỹ thuật cao khó khăn khi nhập cảnh vào Việt Nam. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành công thương Lào Cai xác định chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Công Thương tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu, nhiên liệu, phục vụ sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thôn Làng Cung 1, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng có 128 hộ dân, trong đó gần 80% là đồng bào dân tộc Dao. Từ một thôn nghèo, những năm gần đây nhờ tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên đời sống của người dân đã khởi sắc từng ngày. Gia đình ông Bàn Quý Nghiêm trước đây do không biết áp dụng khoa học kỹ thuật nên hiệu quả lao động thấp, nguồn thu nhập bấp bênh. Mấy năm trở lại đây, ông đã tập trung vào chăn nuôi thủy sản, chuyển từ nuôi cá quảng canh sang thâm canh, đầu tư máy sục khí, thực hiện tốt các quy trình chăm sóc an toàn dịch bệnh. Nhờ đó năng suất, sản lượng chăn nuôi được cải thiện rõ rệt. Mỗi năm thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng. Mỗi một vụ thì tôi thả khoảng 1 vạn con. Đấy, một vụ thì khoảng chục tấn, bình quân là một cân một con. Là chục tấn một vụ. Như vừa rồi tháng 2 tôi đầu tư cả 6 tháng. Hết đầu tư hết 270 triệu mà tôi bán được 410 triệu. Như gia đình tôi là cứ một năm là tôi nuôi 2 vụ. Toàn thôn Làng Cung 1 có 96 hộ đồng bào dân tộc Dao. Hiện nay đa số các hộ đã chuyển đổi sản xuất theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật. Nhờ đó trong thôn đã có hàng chục hộ có thu nhập cả 100 triệu đồng mỗi năm. Bà con cũng rất tích cực hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế. Vừa năm 2019 thì tôi thành lập chi hội chăn nuôi nghề nghiệp chăn nuôi cá thủy sản tại thôn Làng Cung 1 và tôi là chi hội trưởng. Và mới đầu thành lập thì chúng tôi đã có 28 thành viên, khoảng 3 tháng thì họp một lần. Nhất là để thứ nhất là cái chuyển giao cái kinh nghiệm và cái thống nhất được cái giá cả nào là cái giá cả mà thị trường hiện nay đang gọi là
có cái giá chung là như nào để thứ nhất cho hội viên nắm được. Cùng với nguồn thu cao từ nghề nuôi thủy sản, nhiều hộ dân trong thôn còn phát triển mạnh diện tích cây ăn quả và dịch vụ lâm nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo của thôn nhờ đó giảm mạnh, đến thời điểm này chỉ còn gần 4% hộ nghèo. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.